thủ tốt. Rồi lúng cái sân. Trời ơi. Trời ơi. Sao hiền vậy? Ba ba. Phía gần là Kháp, Đông, Võ, phía trai là Cường, Tân và Kiến. 15 tới. Bốn ngoài, 1-0. Một điều bóng ngoài mà né trúng luôn. Hai một. À, hai điều, xin lỗi nè. Ba hai. Ba đều. Bốn ba. Bốn điều. Không qua lưới. Điểm khắp 5-4. Năm đều. Tiếp tục là phát ngoài. 6-5. Sáu điều. Quỳnh qua Quỳnh. Bảy sáu. Bảy đều. Quá hay. 8-7.
8 điều. Thủ tốt. 9-8. Mười tám. Mười một tám. Chín mười một. Mười mười một. Mười một điều. Mười hai mười một. Cái biển quá ác. Mười ba mười một. Ba một. Mười bốn mười một. Phan Hòa Lưới điểm cấp 12-14. Hai bốn. Kết thúc. Cường giành chiến thắng 15-12. Quá hay, quá cao. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Thầy like, share, subscribe ủng hộ thầy G Vlog bóng chuyền độc lạ.